Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì CNTT Shop sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng cơ bản trên dòng Cisco Catalyst 1200, Catalyst 1300 series bằng giao diện web như cách login vào giao diện web, cấu hình IP, thay đổi hostname, tài khoản mặc định, thay đổi IP quản trị, cấu hình DNS, bật theo net, SSH, v.v. mà chúng ta nên thiết lập khi cấu hình lần đầu tiên. Cả hai dòng switch C1200 và C1300 đều có chung giao diện web và tính năng nên cách cấu hình hoàn toàn giống nhau. Các bạn có thể áp dụng với toàn bộ các mã sản phẩm của hai dòng switch này. Ở cấu hình mặc định thì cả hai dòng switch Cisco Catalyst C1200 và C1300 đều có IP mặc định là 192.168.1.254/24 và tài khoản mặc định là Cisco. Tuy nhiên, khi chúng ta kết nối switch vào mạng có DHCP server thì switch sẽ nhận IP từ DHCP server và IP 192.168.1.254/24 sẽ bị xóa khỏi switch. Nếu không có DHCP server thì switch vẫn giữ nguyên IP này. Trong trường hợp các bạn kết nối switch vào mạng có DHCP server thì chúng ta có thể sử dụng các tool quét IP để tìm IP của switch như là Advanced IP Scanner. Nếu các bạn không quen dùng các tool này thì chúng ta không nên kết nối switch vào mạng ngay, mà chúng ta chỉ kết nối với máy tính với switch để đăng nhập vào switch với IP mặc định. Mặt trước của switch có đèn system hình 27 răng này để thông báo trạng thái. Các bạn có thể sử dụng đèn này xem switch đã nhận được IP chưa. Nếu đèn system luôn sáng màu xanh lá nghĩa là switch đã nhận được IP từ DHCP server hoặc đã được cấu hình IP bằng giao diện web hoặc qua console. Khi đó các bạn sẽ cần truy cập bằng IP mới của thiết bị. Nếu đèn system màu xanh lá nhưng nhấp nháy như switch của mình nghĩa là switch đang khởi động, test hệ thống hoặc đang ở trạng thái mặc định với IP là 192.168.1.254. Khi đó các bạn chỉ cần cắm dây mạng từ máy tính vào switch, đặt IP trong giải mạng 192.168.1.0/24 là có thể truy cập được switch. Để truy cập vào giao diện web, các bạn cắm trực tiếp một dây mạng từ máy tính vào cổng bất kỳ trên switch, đặt IP trên máy tính cùng giải 192.168.1.0/24. Sau đó mở trình duyệt web và truy cập vào IP mặc định là 192.168.1.254. Còn nếu các bạn cắm vào mạng có DHCP, các bạn scan xem switch nhận IP nào và truy cập vào IP đó là được. Đăng nhập với tài khoản Cisco. Sau khi các bạn đăng nhập vào switch, switch sẽ yêu cầu tạo tài khoản mới. Các bạn nhập username và password của các bạn vào, sau đó nhấn apply. Khi đó tài khoản mặc định Cisco sẽ bị xóa, switch sẽ tự động log out ra. Các bạn đăng nhập với tài khoản vừa tạo để truy cập vào switch. Sau khi đăng nhập thì các bạn sẽ truy cập vào giao diện Getting Started. Tại menu này, các bạn có thể truy cập nhanh một số menu hay sử dụng như tạo VLAN, cấu hình cổng, thay đổi IP, v.v. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào các menu ở phía bên trái để cấu hình. Để thay đổi hostname cho switch, các bạn truy cập vào menu Administration, System Setting. Trong phần hostname, chọn User Defined và nhập hostname cho switch. Phần Login Banner và Welcome Banner là tùy chọn, nó sẽ hiển thị trên màn hình đăng nhập và sau khi các bạn đã login vào. Ví dụ, mình sẽ nhập Login Banner. Nhấn Preview để xem trước. Switch sẽ hiển thị thêm banner mà các bạn đã nhập ở phía trên này, đơn giản vậy thôi. Nhấn Apply để áp dụng cấu hình. Các bạn nên bật thêm dịch vụ theo net hoặc SSH để chúng ta có thể truy cập vào giao diện dòng lệnh nếu cần. Như mình quen dùng CLI rồi nên mình hay dùng SSH chứ không dùng giao diện web vì CLI sẽ nhanh hơn nhiều.
Để bật theo Net và SSH thì các bạn vào menu Security. TCP UDP Service. Tích chọn Enable các dịch vụ tùy nhu cầu của các bạn. Để bảo mật thì chúng ta chỉ nên dùng SSH. Nhấn Apply. Các bạn cần thay đổi IP quản trị nếu trong hệ thống có nhiều switch khác nhau để tránh trùng lặp IP do tất cả các switch dòng Catalyst 1002 và 1003 đều có chung IP mặc định. Trong thực tế, chúng ta sẽ có một VLAN quản trị riêng và cấu hình theo VLAN này. Mình sẽ hướng dẫn trong một video khác. Trong video này thì chúng ta sẽ đổi IP nhưng vẫn sử dụng VLAN default là VLAN 1. Các bạn truy cập vào menu IPv4 Configuration. IPv4 Interface. Mặc định sẽ có một IP.1.254 trên VLAN 1 và một dòng 0.0.0.0 sẽ sử dụng khi các bạn kết nối switch với mạng có DHCP server. Các bạn nhấn chọn biểu tượng dấu cộng ở phía trên này để cấu hình IP mới. Interface chọn VLAN 1. IP address type chọn static IP address và nhập IP mới cho switch. Mình vẫn sử dụng giải 192.168.1.0/24. Nhấn Apply. Truy cập lại giao diện web bằng IP vừa đổi. Mình đang đặt trùng IP với máy tính. Quay lại menu IPv4 Interface. Các bạn sẽ thấy hai dòng IP mặc định sẽ bị xóa, chỉ còn duy nhất IP mà chúng ta đã cấu hình. Và lúc này đèn system trên thiết bị cũng sẽ sáng màu xanh lá nhưng không nhấp nháy nữa. Đối với một số dịch vụ cần truy cập qua tên miền thì các bạn cần cấu hình DNS để switch có thể phân giải các tên miền đó. Truy cập vào menu General IP Configuration. DNS. DNS setting, server definition, chọn by IP address, server IP address thì nhập DNS mà các bạn muốn sử dụng, ví dụ mình nhập 8.8.8.8 cho DNS của Google. Nhấn apply để thực thi cấu hình. Việc quan trọng nhất sau khi các bạn cấu hình xong là lưu lại cấu hình. Nếu các bạn không lưu lại cấu hình thì khi switch khởi động lại, toàn bộ cấu hình mà các bạn đã làm sẽ bị mất. Để lưu cấu hình thì các bạn nhấn vào biểu tượng lưu ở phía trên bên phải của giao diện. Nó nhấp nháy nghĩa là có cấu hình chưa được lưu. Các bạn sẽ thấy pop-up có biểu tượng logo Cisco ở giữa. Các bạn chờ khi pop-up biến mất là chúng ta đã lưu cấu hình thành công. Và switch sẽ có syslog hiện lên thông báo. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng cơ bản dòng switch Cisco C1002, C1003 series. Trong các video tới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các tính năng liên quan đến mô hình mạng như là VLAN, trunking, root, DHCP server, LACP, v.v. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của ZTT Shop nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.